Xin chào quý vị và các bạn. Trước mắt chúng ta là cặp Tannoy D100. Đây là một đây là cặp trong cái series dòng D, cặp nhỏ nhất, cũng là cặp bookshelf được anh em chơi rất nhiều và đánh giá rất cao. Nhất về hình thức thì tương đối là nhỏ gọn, nhưng chất âm thì thường được anh em vẫn ví von như là bé hoa tiêu, và chất âm cũng rất tốt ở trong cùng tầm tiền. Cặp loa này thì với tình trạng đẹp như thế này thì shop em đang bán với giá là 17.500. Có những cặp tình trạng không xuất sắc bằng thì có thể rẻ hơn 500 đến 1 triệu. Đấy là cũng tùy từng đợt hàng về và cũng tùy từng nhu cầu của anh em. Có thể là những cái đôi rẻ hơn thì những anh em không quan trọng hình thức thì sẽ lựa chọn những cái đôi rẻ hơn chút, còn những cái đôi nó đẹp xuất sắc như này thì bản thân em mua về thì giá nó cũng cao hơn. Cho nên là anh em chúng ta chơi thì thường là chơi bày, nghe và ngắm. Cho nên thường những hình thức thì cũng được anh em gọi là lựa chọn khá kỹ càng. Với cặp loa này thì phần trung âm được thể hiện khá là tốt, dày dặn, và những cái bản nhạc thiên về trung âm hoặc giải cao hoặc bộ gõ thì chơi rất tốt, nhưng giải trầm cũng rất ấn tượng, vừa đủ, không quá thừa, không quá là thiếu. Nói chung là khá là cân bằng ở một cặp loa bookshelf, chúng ta không thể đòi hỏi hơn được, không thể so sánh với những cặp loa to. Những anh em chơi loa bookshelf thì thường và sẽ tự hiểu rằng loa bookshelf, về cái lợi thế đầu tiên của loa bookshelf đó chính là phần trung âm và phần giải cao. Còn giải trầm thì tùy từng loại và tùy từng đời loa, có đời loa lợn trầm, có đời loa không. Cho nên là chúng ta không thể yêu cầu một cậu bé tí hon mà chất âm như là một chiếc loa to gấp nhiều lần nó được. Chúng ta không thể đòi hỏi quá như vậy được. Nhưng với cặp loa này thì nó được anh em đánh giá chất âm khá là cao, phù hợp chơi với những căn phòng dưới 20m, đặc biệt dưới 15m thì phát huy là tốt nhất khi chúng ta phối ghép đồng bộ và đồ đánh đủ tới. Ở đây thì em đang test với chiếc âm ly Acuphase E212, cho chất âm rất là tốt với thể loại nhạc vàng. Bây giờ thì em xin mời các bác cùng thẩm âm ngay sau đây và không để các bác phải đợi nhiều nữa. Bài hát này thì rất quen thuộc rồi. Nửa đi hương, hát điệu nhạc vườn, điệu nhạc quê hương. Hát nửa đi hương, hát lại bài ca tiễn anh lên đường. Ngày đào binh chưa biết còn bao lâu, cuộc phân ly mấy lắm thì qua. Những lời yêu đương hay
chùa em câu hát dài buông lời hát để yêu cha ấm lại những lời yêu đương hay chuyện tình gây gắn giữa đường, dù em ca nỗi buồn quê hương hay mưa dần hát đổ lên trường, nửa đi hương câu nhạc thành ngôn lời chuyện đau thương, hát kể quê hương núi rừng đầy hoa bóng thanh thiên trường, đồng tan hoang nên hoa lại đơm bông thuyền ham đi nên nước qua.